Giữa ồn ào nâng điểm, Hương Giang khoe điểm thi đại học cao không tưởng. Ngoài nhan sắc xinh đẹp và có nhiều tài năng, mới đây Hương Giang còn gây bất ngờ khi tiết lộ cô đạt gần như tuyệt đối số điểm trong kỳ thi trước đây. Nhắc tới Hương Giang, người ta sẽ nghĩ ngay đến cô nàng đa di năng. Khi cái gì cũng biết, Hương Giang đã từng thử sức với nhiều vai trò. Ngoài ca hát thì người đẹp còn làm MC, các quốc cũng không kém các người mẫu chuyên nghiệp. Và mới đây nhất, cô còn làm hãnh diện nước nhà khi giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Kể đến tài lẻ của nàng hậu, chắc cũng phải một sớ dài. Ngoài ra, thành tích học tập của Hương Giang cũng không hề thua kém bất kỳ ai. Cô nàng vừa tiết lộ điểm thi cao ngất trước đây của mình, nguyên văn của Hương Giang. Chỉ học khối V, văn vẽ vẽ, nhưng thi tốt nghiệp toán làm nhẹ 10 điểm thừa 30 phút, tiếng Anh cũng 10, văn chị khiêm tốn 9 rưỡi em nhé. Nói chung làm xong ngồi chơi nổi tiếng, đợi hết giờ ấy. Người đẹp trả lời fan hâm mộ trên ứng dụng Quá Sân. Không chỉ đạt số điểm gần như tuyệt đối, Hương Giang còn có thời gian thư giãn trong phòng thi. Phải nói rằng Hương Giang là số ít các nghệ sĩ hoàn hảo đến như vậy. Xinh đẹp, thông minh và tài giỏi, đảm nhận vai trò nào, Hương Giang cũng hoàn thành tốt và trọn vẹn. Cô khiến công chúng cảm phục bởi nghị lực và sự cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày. Với tài ăn nói khéo léo và hoạt ngôn, Hương Giang từng cầm trịch nhiều game show truyền hình. Cô nàng còn thử sức với vai trò giám khảo hay là một cây hài trong các chương trình thực tế. Ở thời điểm hiện tại, cái tên Hương Giang đã tạo được chỗ đứng và có sức ảnh hưởng trong showbiz Việt. Những nỗ lực từ một cậu nhóc gầy gò đen nhẻm đến nàng hậu xinh đẹp tài giỏi là cả quá trình đầy gian nan sóng gió. Nhắc đến Hương Giang, công chúng không chỉ biết đến một nữ ca sĩ duyên dáng nhất Việt Nam, mà bây giờ cô còn là hoa hậu quốc tế. Thạc sĩ từng đánh xong ly dị vợ vẫn được Trấn Thành mai mối cho người yêu quá xinh đẹp. Chia sẻ với Trấn Thành, nam ứng viên tiết lộ anh từng ra tay tát vợ trong quá khứ và nguyên nhân khiến hôn nhân tan vỡ vì người cũ quá mê tín. Sau những tập mắt tay mai mối cho cặp đôi trẻ bén duyên nhau ở đại chiến kén rể tuần này, Trấn Thành tiếp tục trổ tài tác hợp của mình với những ứng viên từng lỡ một lần đò. Nam ứng viên xuất hiện trong số đặc biệt này là thạc sĩ nghệ thuật Trần Được. Ở tuổi 33, Trần Được từng một lần gian dở hôn nhân và hiện đang là bố của một bé gái xinh xắn. Chia sẻ với nam MC, Trần Được tiết lộ lý do khiến anh và vợ cũ rạn nứt vì mâu thuẫn, lối sống ngày càng nhiều, căng thẳng mẹ chồng nàng dâu và vì mê tín. Đến giờ tôi vẫn ám ảnh khi người ta nói tuổi này tuổi kia không hợp nhau, nam ứng viên bộc bạch. Đến chương trình, thạc sĩ nghệ thuật mong muốn tìm được một người vợ truyền thống hiền diệu và biết vun vén cho gia đình. Mong ước của anh nhanh chóng bị các phụ huynh vùi dập. Không những thế, việc chia sẻ quá khứ từng tát vợ cũ khi xảy ra mâu thuẫn khiến nam ứng viên nhận phải cái nhìn khắt khe từ phía các cô gái. Tuy nhiên, anh thừa nhận lỗi lầm và hứa sẽ sửa chữa để không xảy ra trong tương lai. Thạc sĩ Trần Được cho biết anh từng bỏ ước mơ trở thành một diễn viên chuyên nghiệp để chuyển sang nghiệp múa rối, để chẳng phải ôm ai khác ngoài vợ mình. Trước lời bộc bạch từ phía nam ứng viên, một cô gái bất ngờ hỏi, anh đã từng thử níu kéo vợ cũ chưa? Đáp lại, Trần Được thú nhận từng ly thân rồi, cố quay trở lại rồi hòa giải. Nhưng tưởng sau cãi vã, Trần Được và vợ cũ sẽ có cuộc sống tốt hơn, nhưng mâu thuẫn ngày càng lớn nên không thể cứu vãn. Dù có quá khứ buồn, song lời tâm sự thành thật của ông bố gà trống nuôi con khiến các cô gái cho rằng tình cảm Trần Được dành cho vợ cũ vẫn còn đông đầy. Về phía các gia đình, một đại diện không khỏi lo sợ cho rằng theo thời gian Trần Được sẽ quay lại với vợ cũ nếu cô ta nghĩ lại mà bỏ rơi người hiện tại. Cũng trong chương trình, Trần Được cho biết trong gia đình phải có người nhún kẻ nhường. Nếu vợ thành công hơn, anh sẵn sàng lùi về sau để vun vén cho mái ấm, chứ không bỏ mặc như trước. Sau cuộc tuyển chọn căng thẳng, chàng thạc sĩ nghệ thuật và cô gái Thanh Vi, người duy nhất bên vực nam ứng viên, bất ngờ phải lòng nhau. Ngay khi gặp mặt, Trấn Thành chất vấn, em nghĩ anh ta có quá nhiều quá khứ làm cho em chùn bước không? Tâm sự với ông Mai, cô gái này thẳng thắn, đến giờ phút này rồi bản thân em hay là anh ấy đều trải qua rất nhiều, ai cũng có quá khứ, nhưng nhiều khi cái đó sẽ khiến cho mình có kinh nghiệm hơn. Tuổi phụ huynh mặc sinh viên, mẫu hậu của ba mỹ nhân khiến ai cũng tưởng là chị gái, đỉnh nhất mẹ Tú Anh. Khi cùng chụp chung trong một khung hình, các bà mẹ của dàn mỹ nhân Việt nhận không ngớt lời khen ngợi bởi nhan sắc tươi trẻ không chênh lệch là bao so với con gái. Dù đã 61 tuổi nhưng bà Ngọc Hương, mẹ Hồ Ngọc Hà vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung và vóc dáng thon gọn khiến nhiều người ao ước. Được biết để giữ gìn sắc vóc, mẹ đẻ nữ hoàng giải trí rất chăm chỉ tập luyện yoga và bơi lội. Mới đây bà Ngọc Hương gây chú ý khi diện áo tắm gợi cảm. Dân mạng dành mưa lời khen trước hình ảnh trẻ trung sành điệu của mẹ nữ ca sĩ.
Không chỉ đi sự kiện với con gái, ngay cả đời thường, mẹ của Hồ Ngọc Hà cũng luôn chỉnh chu trong cách lựa chọn trang phục. Bà tự tin diện váy áo ôm sát khoe đường cong hình thể, kết hợp với giày cao gót khủng tôn dáng. Khoảnh khắc mẹ hậu Tú Anh chăm chút cho con gái trong ngày trọng đại, khi cùng đứng chung một khung hình, Tú Anh và mẫu thân đều trẻ trung không có sự chênh lệch lớn về độ tuổi, không ngoa khi nói cả hai ngỡ như chị em gái. Có thể thấy Tú Anh được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ. Tháp tùng con gái trong một sự kiện ở Hà Nội hồi tháng 4, mẹ Tú Anh một lần nữa khiến khán giả bất ngờ bởi nhan sắc tươi trẻ rạng rỡ. Dù đã 48 tuổi, mẹ của nàng hậu vẫn sở hữu làn da mịn màng và vóc dáng thon gọn. Mẹ Angela Phương Trinh luôn là người đồng hành cùng con gái trong chuyến du lịch ở Đà Nẵng. Bức hình nữ diễn viên mùa ngò gai selfie cùng mẹ được người hâm mộ khen ngợi hết lời. Sở hữu vóc dáng thon gọn không kém cạnh bất kỳ thiếu nữ nào, mẹ Angela Phương Trinh tự tin diện đồ nổi bật cùng áo hai dây và quần ống rộng. Nhan sắc bà mẹ được nhận xét là không hề kém cạnh hai cô con gái nổi tiếng trong showbiz. Mẹ Angela Phương Trinh ngày càng xuân sắc khi được hai con tổ chức sinh nhật hồi tháng 4. Diễn viên Bảo Thanh tự hào khoe mẹ xinh đẹp, cả hai đều sở hữu các nét trên gương mặt giống hệt nhau. Được biết mẹ của Bảo Thanh là diễn viên tuồng ở Bắc Giang. Thật khó để nhận ra đây là hai mẹ con bởi nhan sắc làm sao xuyến lòng người của mẹ hot girl Lee Kyu. Mẹ của Minh Hằng trẻ trung và có gu thời trang thanh lịch, giọng ca một vòng trái đất thừa hưởng từ mẹ nhiều nét đẹp nhất ở khóe mắt và nụ cười. Cả gia đình lên đồ tông sự tông check-in cho một chuyến đi du lịch. Võ Hoàng Yến cũng thừa hưởng nhiều nét đẹp thanh tao từ mẹ, nhất là chiếc mũi cao đôi mắt sâu. Nhan sắc nóng bỏng của em gái mưa hot nhất mạng xã hội, tình địch đáng gờm của Nhã Phương. Nhan sắc đời thường của Tam Triều Dân không hề lép vế chút nào so với Nhã Phương. Trong bộ phim truyền hình Ngày Ấy Mình Đã Yêu, Tam Triều Dân thể hiện vai diễn cô gái mồ côi có số phận đáng thương, vướng vào mối tình tay ba với Lương Thế Thành và Nhã Phương. Mặc dù tạo hình trong phim gần như mộc hoàn toàn, nhưng nhan sắc của Tam Triều Dân vẫn để lại ấn tượng khiến nhiều người phải suýt xoa. Sau 2 năm vắng bóng để tập trung học tập, Tam Triều Dân sẽ gặp lại khán giả màn ảnh nhỏ của vai diễn trong phim Ngày Ấy Mình Đã Yêu, hợp tác cùng Nhã Phương và Lương Thế Thành. Nữ diễn viên ngoài đời theo phong cách gợi cảm khác hẳn với tạo hình trong phim. Tam Triều Dân không còn là cái tên xa lạ với công chúng, mặc dù tuổi đời còn nhỏ nhưng cô đã sở hữu không ít vai diễn. Với nét diễn tự nhiên chân phương, Tam Triều Dân đã tạo nên những dấu ấn trong lòng khán giả qua các bộ phim truyền hình. Cô nàng sở hữu gương mặt mang nét trong sáng ngọt ngào. Từng có hình ảnh trong sáng nhưng gần đây, Tam Triều Dân thử sức với nhiều phong cách mới mẻ và trưởng thành hơn. Vẻ đẹp gợi cảm của nữ diễn viên 20 tuổi. Những đường cong nóng bỏng của cô nàng khiến nhiều người phải ghen tị. Cô được công chúng kỳ vọng là một diễn viên thuộc lớp kế cận của điện ảnh Việt. Đôi chân dài nuột nà trắng trẻo của Tam Triều Dân. Là một cô gái không ngừng học hỏi và có niềm đam mê mãnh liệt với diễn xuất, Tam Triều Dân hứa hẹn sẽ còn vươn xa hơn trong tương lai. Sinh con với mức viện phí khủng, Hà Anh lại tổ chức tiệc thôi nôi giản dị đến thế này. Con gái xuất hiện đã khiến Hà Anh có thêm nhiều trải nghiệm và cuộc sống cũng trở nên màu sắc hơn. Mới đây trên trang cá nhân, siêu mẫu Hà Anh đã chia sẻ loạt khoảnh khắc cùng ăn tối với ông xã và những người thân. Được biết đây là buổi tiệc ấm cúng kỷ niệm ngày cô con gái tròn 1 tháng tuổi. Bên cạnh đó, chân dài cũng không quên tâm sự. Hôm qua tròn 30 ngày, em Mila có mặt trên cuộc đời xinh đẹp của chúng mình và cũng là lần đầu tiên ông ngoại em được gặp em. Lần trước ông bay vào em còn là em bít lì, chưa chịu chui ra khỏi bụng mẹ. Ông ngoại em tự hào lắm, bế em nói chuyện với em mà em cứ tròn xoe mắt nhìn ông, nghe rất chăm chú. Ông nhận vơ luôn là con gái họ Vũ, chứ thật ra em là Vũ Đô Đen chứ. Cả ba, cả mẹ em đều muốn em mang cả họ của mẹ, chứ không chỉ mang họ ba theo lệ thông thường, vì mẹ em là người phụ nữ mạnh mẽ, là cháu đầu, con của cả gia đình mẹ em. Và vì ba em yêu và trân trọng mẹ em lắm, cả nhà đi ăn toàn các món ngon, nào là vịt quay Bắc Kinh, ra giòn rụm, rồi cua rang kiểu Hồng Kông, rồi heo sữa quay và điểm tâm các loại. Ấy thế mà em là nhân vật chính mà phải nằm ngủ một góc, mãi đêm về mới được bú tí mẹ. Siêu mẫu Hà Anh quyết định tổ chức ăn uống ấm áp cùng người thân thay vì những buổi tiệc linh đình. Cô công chúa khá ngoan ngoãn nằm ngủ trong nôi trong lúc bố mẹ và mọi người ăn uống thân mật. Cha ruột của Hà Anh cũng từ Hà Nội vào Sài Gòn để thăm cháu cưng. Ông xã của nữ siêu mẫu cũng luôn đồng hành cùng hai mẹ con từ lúc mang thai cho đến khi hạ sinh. Anh luôn chăm sóc vợ và con gái từng ly từng tí.
Chỉ mới một tháng gia nhập thêm thành viên, nhưng tổ ấm của Hà Anh đã có nhiều điều mới hơn. Việc chăm sóc con cũng khiến vợ chồng cô cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày. Quốc Cơ Quốc Nghiệp lại tái xuất với màn trình diễn điêu luyện trên đường phố Anh. Hai hoàng tử xiếc từ Việt Nam hé lộ hình ảnh họ đã tập luyện mọi lúc mọi nơi trong thời gian đến Anh thi Britain's Got Talent. Anh em Quốc Cơ Quốc Nghiệp chồng đầu đi dạo trên đường phố London hồi tháng 6. Một số người Anh kinh ngạc dừng bước, dùng điện thoại ghi lại cảnh hai nghệ sĩ châu Á thản nhiên biểu diễn mạo hiểm. Quốc Cơ chia sẻ, hai anh em muốn tập luyện mọi lúc mọi nơi và ghi lại những kỷ niệm đẹp trong thời gian ở Anh dự thi Britain's Got Talent. Sau hơn 10 năm diễn màn chồng đầu, Quốc Cơ Quốc Nghiệp đều bị thoái hóa đốt sống cổ, được bác sĩ khuyên nên giải nghệ, nhưng họ vẫn tiếp tục biểu diễn vì quá đam mê xiếc. Khán giả trên phố trầm trồ thán phục màn biểu diễn của cặp nghệ sĩ Việt. Quốc Cơ chia sẻ anh muốn giới thiệu cho bạn bè quốc tế biết về xiếc Việt Nam. Sau thời gian nghỉ ngơi để hồi phục chấn thương, hiện hai anh em bắt đầu tập luyện trở lại chuẩn bị cho những dự án mới. Quốc Cơ Quốc Nghiệp hy vọng họ có thể truyền cảm hứng cho những bạn trẻ tự tin theo đuổi đam mê. Trước đây bộ môn xiếc không được coi trọng như các lĩnh vực nghệ thuật khác, nhưng chúng tôi quyết tâm phải làm được những điều đặc biệt để khán giả thay đổi cái nhìn về xiếc, Quốc Cơ nói.